Lại xin chào toàn thể các anh em có liệm đam mê yêu thích đánh chim đêm trên toàn cả nước. Đấy, đợt này thì thay toàn bộ lưới mới anh em ạ, để đón gà vỡ đợt cuối cùng này. Đấy, gà vỡ đợt cuối là gọi là gà dồn đồng anh em. Đấy, khi bà con nông dân gặt lúa chín này, đấy, ví dụ gặt ở những cái đồng xa xa chẳng hạn, nó không có chỗ chúi thì nó sẽ dồn đến những cái đồng xanh ví dụ như thế này này. Đấy, là phát này là phát cuối này anh em này. Đấy, rồi lại chờ đến cái tháng 6, cuối tháng 6 âm lịch. Đấy, tiếp tới thì là bắt đầu đánh gà đi. Đấy, còn lưới thì vẫn sử dụng sợi 19, cước chân xanh. Đối với cái lưới này thì ưu điểm của nó là nó sẽ không chạy mặt này anh em này. Và cái thứ hai nữa, sợi lưới rất là dai. Đấy, cũng như là sợi lưới sợi 19 thì đánh con gà rất là bám. Đấy, cái con gà thì nó trèo như thế nào thì anh em biết rồi. Đấy, ví dụ như cái lưới thường thường như thế này này, đấy, sẽ phơi nắng phơi mưa đánh được 3 vụ anh em. Bây giờ nói chung là những cánh như thế này thì cái tỷ lệ nó bục mắt thì nó rất là cao rồi anh em. Vừa rồi thu ở trong lều kia 1 bao. Đấy, bây giờ gà vào lưới này là 100% là mất anh em. Rồi con gà đá rất là mạnh này. Đấy, đứt. Nói chung là phải thay thôi anh em. Đấy, cánh này thì chiều nay thì sẽ ra thay lốt cánh này. Đấy, 3 vụ rồi, ít đâu anh em. Đấy, mỗi vụ làm ngoài đồng phơi nắng phơi mưa thì nhiều. Đấy, vụ này thì nó còn đỡ ấy. Vụ tháng 8 là thì lắng mưa rồi lại rơi riết nó phá. Đấy, lưới đây, chiều cao mắt lưới của nó 100 mắt anh em nhé. Đấy, chiều cao 100 mắt và đã được thắt chống gió bên trên này. Đấy, ví dụ anh em nào có nhu cầu mua lưới thì anh em liên hệ hoặc là tham khảo liên hệ bên cơ sở em qua số điện thoại em để góc màn hình video. Còn độ chạy mắt thì yên tâm, rất là dai lưới anh em, gà vào đạp không thể rách được. Còn về lưới này, ngoài đánh gà ra thì anh em có thể là đánh sâm hoặc là đánh trích ré trên cái mẫu lưới này, nhưng trích là hợp lý nhất này. Trích sợi 19 này là ok ấy, anh em. Đấy, như anh em bảo đánh sợi 18 nhưng mà sợi 18 không yên tâm đâu anh em. Đấy, khiên chim vào đạp rách là hỏng này. Vừa rồi cũng thử lửa ở một lưới sợi 18 nhưng mà không ăn thua. Đấy, ví dụ anh em sử dụng lưới 7 phân sợi 18 chẳng hạn, anh em đánh tu hú hoặc là trích ré thì hợp lý hơn. Gà này thì cái móng vuốt của nó anh em đánh được nhiều anh em biết rồi, kinh nhá. Đấy, còn lưới thì khi quánh lên thì đánh ở cái chiều cao xào là 5m nhé anh em nhé, 5m được và 4m được. Thường thường ví dụ như em đánh, em đánh 5m này, đánh 5m là ok. Đấy, cũng trông chờ gà đi nhưng mà đợt này mưa ấy, bà con lại không gặt, bà con nông dân lại không gặt, đâm ra là chim nó dồn đồng kém á. Tối hôm qua đánh thì móm mất rồi, được con bọ hung. Bọ hung này không sợ xén tóc, mùa tháng 3 này thì rơi ít nhưng mà xén tóc thì lại nhiều, đâm ra là cũng rất là ghê. Chỗ khu vực lèo đây thì vừa mới gặt được một ruộng anh em. Đấy, lưới khi mà lên lưới chuẩn ấy, đấy, ví dụ lưới nhà em làm là nó phải vuông đét này, đấy, vuông đét luôn. Và thịt thì khá là nhiều, chim đâm vào thì anh em yên tâm ít giá. Đây, lưới vuông chẳng chặn luôn. Đấy, quay cho các bác xem này. Đấy, vừa mới lên lưới xong qua, các bác có thể thấy là mình đi bẫy chim và mình làm lưới thì nó sẽ chuẩn hơn. Đấy, các bác yên tâm là mua lưới về vuông lưới, đánh chim bảo hành cho anh em là tỷ lệ treo kép. Đấy, khi chim vào đóng lưới thì đã rơi xuống túi rồi thì mò lên rất là kém. Đấy, lưới vuông chẳng chặn luôn anh em nhé. Đấy, bên cơ sở em thì bán tất cả những cái mẫu lưới bẫy chim đêm. Đấy, những con chim nhỏ, từ con chim mắt xéo này, mắt đỏ này, chẳng nghịch này. Đấy, cho tới những con chim ví dụ rẽ run, rẽ hú này, rẽ đuôi xòe này. Đấy, ok. Đấy, những con chim nhỏ, con chim to thì có tu hú, trích ré, quốc ta, sâm cầm, vịt, đủ các loại anh ạ. Nói chung là anh em cứ cần mẫu lưới đánh con gì thì cứ liên hệ. Đấy, chim ngày thì bên cơ sở là có bán lưới chim khuyên, chim sẻ, chào mào, trích tre. Đấy, và chim cu gáy. Ok, một video thì giới thiệu chi tiết cho anh em nào về cái mẫu lưới chuyên đánh gà trích sâm cầm. Đấy, đến đây là kết thúc. Anh em nào có nhu cầu mua lưới thì liên hệ cho cơ sở em qua số điện thoại em để ở góc màn hình video nhé. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại anh em ở những cái buổi đánh lần sau.